Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 17 tháng 3, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn hình thái có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Đến trưa, thời tiết ấm lên, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 27 độ. Dự báo tình trạng mưa ẩm tại miền Bắc sẽ kéo dài đến hết thứ Hai, ngày 18 tháng 3. Sau đó, từ đêm 18 đến ngày 19 tháng 3, khả năng có một đợt không khí lạnh mới về, gây mưa rào kèm dông. Riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đợt không khí lạnh lần này có cường độ yếu nên dự báo tuần cuối tháng 3, tình trạng nồm ẩm sẽ quay lại và kéo dài đến hết tháng 4 với khoảng 4 đến 5 đợt khác nhau, có đợt kéo dài vài ngày, thậm chí cả tuần. Tại Trung Bộ, ngoại trừ khu vực Bắc Trung Bộ vẫn có khả năng mưa phùn, sương mù, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực Nam Bộ là nơi ít mưa nhất cả nước, nhiệt độ cao nhất tiếp tục duy trì ở ngưỡng 35 đến 36 độ C. Cục bộ có nơi trên 36 độ như Biên Hòa, Đồng Nai, 36,9 độ C. Mức độ tia UV ở thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận vào 12 giờ trưa hôm qua là 8, mức rất cao có hại cho sức khỏe. Khuyến cáo các chuyên gia đưa ra, người dân nên hạn chế các việc đi ra ngoài trời từ 12 đến 14 giờ chiều để tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Riêng khu Tây Bắc, 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc, 31 đến 34 độ. Có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Có nơi trên 27 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh, Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến Đông Nam, cấp 3, 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh, Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3-4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4-5, sóng cao 1 m đến 2 m. Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m.
quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, 5, sóng cao 1 đến 2 m. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ đêm 18 đến 19 tháng 3, một đợt không khí lạnh có thể tràn xuống nước ta, khiến nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc chuyển rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng núi phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 19 đến 20 tháng 3, trời chuyển rét, đồng thời hiện tượng nồm ẩm chấm dứt. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày 19 đến 21 tháng 3, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể chuyển lạnh từ ngày 19 tháng 3. Tuy nhiên, trước khi đón không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay đến ngày 18 tháng 3, trời tiếp tục mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng. Tuy nhiên, đến trưa chiều hửng nắng. Từ đêm 18 đến 19 tháng 3, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng núi phía Bắc cục bộ mưa vừa, mưa to. Từ 19 đến 20 tháng 3, trời chuyển rét sau khi đón không khí lạnh. Liên quan đến đợt mưa phùn, nồm ẩm đang diễn ra ở miền Bắc và nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ, các chuyên gia khí tượng nhận định nồm ẩm khả năng chấm dứt khi gió mùa đông bắc tràn về. Nhưng đợt không khí lạnh chỉ ở mức yếu, gây ra mưa nhỏ, mưa phùn, nên dự báo tuần cuối tháng 3, tình trạng nồm ẩm sẽ quay lại và kéo dài đến hết tháng 4, với khoảng 4 đến 5 đợt khác nhau, có đợt kéo dài vài ngày, thậm chí cả tuần. Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, theo quy luật khí hậu, từ nay đến tháng 4, không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm. Giai đoạn này, khu vực Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, trời rét về đêm và sáng. Theo ông Hưởng, hiện tượng thời tiết nồm ẩm diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Lúc này, độ ẩm không khí tăng cao trên 85%, kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà, các công trình dân dụng, khiến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và sức khỏe của người dân gặp không ít khó khăn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày hôm qua 16 tháng 3, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở khu vực miền Đông, cường độ nắng nóng gia tăng so với ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo trong những ngày cuối tuần, nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện trên khu vực miền Đông và vài nơi ở miền Tây Nam Bộ. Riêng khu vực miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Trong khoảng 3 đến 5 ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực miền Đông Nam Bộ và mở rộng hơn ở khu vực miền Tây. Dự báo trong những ngày cuối tuần, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Trong khoảng từ 3 đến 5 ngày tiếp theo, nắng nóng tiếp tục duy trì trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh với cường độ gia tăng. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo, trời nắng nóng kết hợp với chỉ số cực tím UV ở mức cao, tác động tới sức khỏe người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí giảm thấp, thời tiết hanh khô, cần đề phòng xảy ra cháy nổ. Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng kéo dài, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần uống đủ nước, nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần, cần hạn chế ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời thì cần che chắn cơ thể cẩn thận nhằm hạn chế tiếp xúc với nắng. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột. Trước khi ra ngoài, cần tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Bên cạnh đó, người dân nên tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày, uống đủ nước, song song với rèn luyện thể dục để nâng cao sức đề kháng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo những người phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng, không nên làm việc quá lâu, tránh các hoạt động thể lực quá sức, nên nghỉ sau 45 phút hoặc 1 giờ làm việc, nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong 5 đến 10 phút,
Đồng thời, những người thường xuyên lao động ngoài trời cần hạn chế diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy bằng cách đội mũ, đeo kính, mặc đồ bảo hộ. Người dân có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Những người bị đổ nhiều mồ hôi cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như orezon. Ăn uống đầy đủ dưỡng chất, vitamin là một cách tăng cường đề kháng để cơ thể mọi người khỏe mạnh.